Hello, hello, xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ. Xin cầu chúc cho tất cả quý vị các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hôm nay là ngày, bên này là ngày 3 tháng 11 các bạn, nó được gọi là đổi giờ. Ở bên Mỹ thì hôm nay là ngày đổi giờ. Đó là chủ nhật thứ nhất của tháng 11 sẽ đổi lại giờ, là trở lại giờ bình thường, nói vậy cho nó ngắn. Hôm nay thì mình lại không nói về giờ giấc gì hết mà mình cũng đi nhà thờ, mình cũng vừa mới đi ra và mình cầu nguyện cho những người thân yêu của mình và đặc biệt là mình cầu nguyện cho linh hồn của 39 người đã bị thiệt mạng trong xe tải ở Anh. Và hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn về những cái thông tin rất là ngắn gọn ở Anh. Thì đây lý do tại mình muốn chia sẻ với quý vị các bạn đó, thì mình nói luôn với quý vị các bạn là mình có được người bạn đã chia sẻ với mình và gửi cho mình các cái thông tin. Thì mình coi trên cái báo gọi là báo Sky News của bên Anh nha quý vị các bạn. Và cái người bạn mình có nhắn cho mình những cái thông tin, và đây là cái thông tin mà trên Sky News đã xác nhận rằng là cảnh sát đã xác nhận rằng là những cái người mà nạn nhân mà trong cái vụ 39 người mà chết trên xe tải trên container là người Việt Nam quý vị các bạn. Thì đây là những cái thông tin, và các bạn có thể lên cái trang mà newsky.com thì có thể xem, và bạn mình còn gửi nhiều cái thông tin nữa quý vị các bạn liên quan đến cái trang mà The Guardian cũng đã xác nhận. The Guardian đây, cái tờ mà The Guardian nó cũng đã xác nhận một cách cụ thể, đây là báo Anh nha quý vị các bạn. Thì đó là những cái thông tin mà mình muốn truyền tải với quý vị các bạn, và thật đáng buồn đúng không quý vị các bạn, thật là rất là buồn là vì 39 người đó là người Việt của chúng ta. Thì hôm nay nói là tin nó chính xác rồi, thì bây giờ thì mình sẽ nói tóc một vài cái những cái thông tin mới về cái vụ 39 người chết trong container của Anh và nạn nhân là những người Việt của chúng ta. Thì cảnh sát Anh đã xác nhận rằng những nạn nhân chết trong container ở SS là công dân Việt Nam, nhưng vẫn đang tiếp tục liên lạc với các bên để làm sao xác nhận. Và thứ nhất, họ cũng tuyên bố là họ chưa thể công bố cái danh tính, bởi vì theo cái ông trợ lý của trưởng hạt SS, thì ông đó là tên là Tim Smith, trong cuộc họp báo ngày sáng ngày 2 tháng 11, hôm nay là ngày 3 tháng 11, thì sáng ngày 2 tháng 11 giờ Việt Nam, thông báo là đang làm việc với các cơ quan để phục vụ điều tra lẫn xác định danh tính của 39 nạn nhân. Tại thời điểm này thì chúng tôi tin rằng các nạn nhân là công dân Việt Nam và chúng tôi đang liên lạc với chính phủ Việt Nam. Ông Smith, người phụ trách chung cuộc điều tra của cái chết 39 người trong container thông báo, ông Smith cũng đã cho biết thêm cảnh sát đang liên lạc trực tiếp với một số gia đình ở Việt Nam và ở Anh, và đồng thời thông tin xác nhận đã xác định được gia đình của một số nạn nhân. Thì đã theo thông tin mà mình, cái này là báo nói thông tin, nhưng mà mình biết là đã xác định được khoảng 4 gia đình quý vị các bạn. Thì các cái quan chức, mình dùng từ quan chức về ngoại giao của Việt Nam thì cũng đã chính thức lên Twitter để chia buồn. Thì các bạn có thể xem những cái trang Twitter của chính phủ Việt Nam, thì cũng đã là chia buồn đến gia đình của các cái nạn nhân của 39 người đã bị mất. Thì ông ở đây đó, thì ông Smith nói thêm là do trong quá trình thu thập chứng cứ nên ông Smith nói thời điểm hiện tại không thể công bố danh tính của nạn nhân. Tuy nhiên, ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và các nước để xác định nạn nhân, hỗ trợ tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi những cái thảm kịch này. Theo các thông báo và thông cáo đăng trên web của cảnh sát SS, có nghĩa là trên cái trang web của cảnh sát, họ cũng đăng quý vị các bạn, và họ cũng đưa ra những cái số điện thoại nếu mà có ai để muốn liên lạc để nhanh chóng có thông tin liên quan, liên lạc nhanh chóng thì gọi cho đường dây nóng của cảnh sát, đó là số 0800 056 0944. Nếu gọi từ Anh, gọi cái số là 0044 207 158 0010, gọi từ nước ngoài hoặc qua trang web của cảnh sát, đó là MI ngắn
b vào cái chấm police, police là cảnh sát, chấm uk. Thì cả hai cách này đều được hỗ trợ tiếng Việt, và khi mà chúng ta trình báo thì hôm qua thì có một số cái manh mối nữa quý vị các bạn, đó là cũng trong hôm qua thì xuất hiện một số thông tin cho thấy rằng chiếc container trước khi đưa vào cảng Zeebr của Mỹ sang Essex, nơi phát hiện ra chứa 39 tử thi bên trong của bên trong ở Essex vào ngày 23 tháng 10 vừa rồi, thì đã đi qua hành trình tương tự trước đó một tuần đó là trước đó rồi. Chiếc container này của hãng Global Trail Retail, là viết tắt là GTR, của Cộng hòa Ireland, cho Ronan Hughes thuê vào ngày 15 tháng 10. Ronan là 40 tuổi và em trai là Christopher là 34 tuổi ở Armagh, Bắc Ireland, là hai nghi phạm chính và đang bị cảnh sát truy nã với cái cáo buộc là đổ xác và đưa những người cư trái phép liên quan đến cái chết của 39 người nạn nhân này. Đó là những cái thông tin. Rồi nó có rất là kỹ quý vị các bạn, thì quý vị các bạn có thể xem, nó có nhiều. Rồi họ nói đến những cái vấn đề liên quan đến nghi phạm. Thì hiện tại các bạn, thì cảnh sát Ireland đã nói chung là đã bắt giữ hai người, đó là cái anh chàng lái xe, cái anh chàng lái xe và một người em nữa. Rồi đó là những cái thông tin mà mình thấy là trên tờ nè, trên tờ Daily Mail nè. Đây chính là hai chiếc xe chở container bị quan chức, nói chung là họ có thông tin này rất là chi tiết hả. Có logo của Seahawk đàng hoàng nè. Đó, các thông tin nó rất là chi tiết, và mình đang xem những cái thông tin rất là cụ thể quý vị các bạn. Thì ở đại sứ Anh, thì ông đại sứ Anh cũng nói đây là một tuần lễ khó khăn nhất của tôi, thì ông cũng đã gửi lời chia buồn đến cho tất cả những cái gia đình của những người mà nạn nhân. Thì ông cũng chúng tôi đại sứ Anh tại Hà Nội đang làm việc ngày đêm với các đồng nghiệp ở Anh và Việt Nam, thật đáng buồn khi phải thông báo rằng tại thời điểm hiện tại cảnh sát Essex tin rằng các nạn nhân là công dân Việt Nam. Rồi là người, ông nói thêm là một người cha, một người anh, là một người chồng và một người con, tôi không thể tưởng tượng được cảm giác khi phải mất đi những người thân yêu của mình theo cách này ở một nơi thật xa quê hương như vậy. Đó là cái lời của ông đại sứ quý vị các bạn. Thì ngoài những lời chia buồn của đại sứ thì còn có những cái, mình cũng nói là những cái chia buồn của các cái quan chức của Việt Nam. Thì đó là những cái thông tin mà mình muốn truyền tải đến tất cả quý vị các bạn cập nhật mới nhất. Thì hy vọng rằng bây giờ thì mình chỉ có cầu nguyện, hy vọng rằng làm sao mà khi mà xác định được danh tính thì những người đó thì sẽ được đưa về Việt Nam một cách nhanh chóng, để cho linh hồn của họ được nhanh chóng siêu thoát. Thì bây giờ thì Đức Vũ xin tạm dừng cái video này ở đây. Xin kính chúc cho tất cả quý vị các bạn một ngày mới luôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn. Và qua đây thì Đức Vũ cũng xin gửi lời chia buồn đến tất cả những cái gia đình của những nạn nhân mà đã bị mất trong cái 39 nạn nhân đó. Xin gửi lời chia buồn đến tất cả các gia đình, những người thân của họ. Mong cho mọi chuyện sẽ đi nhanh, nói chung là mọi chuyện sẽ qua nhanh, các thủ tục nó sẽ được hoàn tất, những cái hồ sơ nó dễ dàng hơn. Một lần nữa thì Đức Vũ xin tri ân cảm ơn tất cả quý vị các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Bye bye.